Chào quý vị và các bạn, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cách để chúng ta chỉnh đồng hồ trả trở lại bình thường, gọi là cách chỉnh đồng hồ báo lỗi khi mà áp suất lốp thay đổi. Ví dụ như mình thay lốp mà thay không hết nó cũng bị lỗi này, hoặc là xe đằn về đinh thì nó cũng bị lỗi này. Đấy, thì chúng đây là xe Mercedes, xe này nó rất là hiện đại nhưng mà nó cũng có cái dở là sau khi chúng ta bơm xong rồi nếu chúng ta không xóa lỗi thì nó vẫn cứ báo lỗi này. Đấy, cho nên là chúng ta phải xóa cái lỗi của nó đi. Đấy, bây giờ ví dụ như chúng ta thay xong rồi, chúng ta sẽ bấm vào cái mũi tên này, chúng ta bấm cái mũi tên trở lại này thì bấm cái thì nó trở lại bình thường. Thế nhưng mà khi mình tắt máy và khởi động lại thì nó lại bị, cho nên ta phải bấm tiếp cái mũi tên bên phải của chúng ta này. Đó, bấm lần thứ nhất nó sẽ hiện lên trip. Bấm tiếp, bấm khi nào nó ra chữ service này này. Đó, thì là được. Khi nó ra chữ service này rồi thì chúng ta lại ấn cái mũi tên này đi xuống. Mũi tên này đi xuống chỗ type resource. Đây. Xong chúng ta bấm tiếp OK. Bấm tiếp OK ở đây. Thì nó sẽ hiện lên gì á? Bên này bây giờ. Chúng ta ấn tiếp OK nữa thì nó sẽ hiện ra cancel hay yes. Đó, thì chúng ta chỉnh cái mũi tên xuống yes. Chỉnh cái mũi tên này xuống yes. Chúng ta bấm vào yes. À, OK nhé. OK tiếp. Bấm vào OK. Để nó chắc thì chúng ta ấn cái mũi tên này nó sẽ trở lại bình thường. Ấn mũi tên này thì nó sẽ trở lại bình thường. Tuy nhiên là để chúng ta muốn biết rằng là cái xóa lỗi, việc xóa lỗi của chúng ta đã xong hay chưa thì chúng ta phải tắt máy khởi động lại. Nếu mà chúng ta tắt máy khởi động lại mà thấy nó bình thường như thế này có nghĩa là cái lỗi chúng ta đã xóa thành công. Còn nếu chúng ta tắt máy khởi động lại mà nó vẫn hiện lên cái dòng chữ lúc nãy có nghĩa là cái việc chúng ta xóa nó chưa thành công. Rồi bây giờ mình sẽ tắt để thử lại xem sao nhé. Tắt máy. Tắt máy mình sẽ khởi động lại xem nào. Rồi, mình lại xóa được lỗi rồi. Nó không có báo lỗi ở đây nữa. Thì mình lại xóa được lỗi rồi. Không biết là thay lốp đã xong chưa vì hôm nay mình thay 3 cái lốp một lúc. Lốp thì mình thay ở ngoài thì nó rất là rẻ, nó có 3,6 triệu là lốp của Malaysia, còn lốp mic của Thái Lan thì có 4 triệu thôi. Trong khi đấy cái loại lốp mà của Malaysia đấy, Malaysia ấy, mình thay ở hãng là người ta lấy 9,7 triệu cộng với tiền công 300 nữa là 10 triệu. Và trong khi mình thay ở ngoài hết có 3,6 triệu, còn lốp mic hết có 4 triệu. Đấy, như vậy là đắt đến gấp 2,5 lần. Ở ngoài là 4 triệu lốp mic là nó lại lốp tốt rồi đó, mà hết có 4 triệu bao gồm ở công thay rồi. Như vậy là chúng ta nên tham khảo đi đến cái quyết định mình thay các cái phụ tùng nào không cần thiết thì đừng có vào hãng, nó tốn tiền lắm, người ta lấy đắt quá không cần thiết. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem, hãy đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Tên video này đặt cho là cách cài lại đồng hồ, cách cài lại đồng hồ khi mà báo lỗi thay lốp hay là khi thay áp suất lốp gì đó, nên lúc mình tìm nó dễ tìm.